Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay trong video này mình xin chia sẻ với các bạn vài cái mẹo mà sửa chữa điện nước. Các bạn có thể áp dụng để cho cái công việc của mình nó hiệu quả và thú vị hơn nha các bạn. Cái này mình chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái móc treo ha, bằng cái ống hài 11 này các bạn. Rồi mình cắt ra một miếng là khoảng 1/3 của cái theo cái đường kính của cái ống ha. Một đầu này mình cắt cho nó hơi nhọn. Rồi các bạn lấy một cái khúc ống 21 mình uốn nó lại cho nó thành hình cái móc đó các bạn. Đợi một chút cho nó nguội ha. Rồi sau khi nó nguội thì nó thành mình một cái móc này vậy nè các bạn. Ở chỗ cái mặt này thì nó mò lên nó mò lên vậy đó sẽ tạo cái độ cứng ha. Ở đây là mình sẽ bắt nó lên tường nha bạn. Ở đây mình sẽ khoan nó một cái lỗ bắt nó lên tường. Đối với cái móc này đó các bạn thì mình có thể nếu mà trường hợp mà cái những cái vật liệu mà như là cái vòi xịt này mình có thể treo nó lên. Vòi xịt mà nó đã bị mất cái giá đỡ rồi đó thì mình sử dụng cái móc này để treo nó lên hoặc là treo những cái ống nước tưới cây rồi đều được nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm cái móc lớn hơn thì mình sử dụng cái ống 27 hoặc là ống 34 ha, thì nó sẽ ra cái hình thù của cái móc lớn hơn. Còn cái chiều dài hay là ngắn là tùy theo mình làm nha các bạn. Cái mẹo thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà để bắt nhiều cái đế nổi cho nó thẳng hàng với nhau đó các bạn. Nếu như là bình thường đó là mình chỉ bắt một cái thì mình rất là dễ canh ha. Còn nếu mà mình bắt từ hai cái trở lên đó, mà mình canh không có kỹ đó, thì có thể nó sẽ bị méo ha. Nó bị lạ tùy thì nhìn nó xấu. Thì cái cách là mình muốn cho nó thẳng hàng đó các bạn. Thì như vậy thì trước khi mà mình bắt lên tường đó, mình sẽ bắt là nó dính lại với nhau trước ha. Bằng cách là mình dùng cái con đinh vít.
mình sẽ canh cho nó ngay rồi sau đó bắt cho nó theo cái dính theo chiều ngang về trước các bạn. Trên một con là dưới một con ha. À, tương tự nếu mà ba cái thì mình cứ cũng đã bắt cho nó dính vô ba cái. Ví dụ như trường hợp này nè, ba cái này mình đã bắt dính lại với nhau. Thì khi mà các bạn bắt nó dính vào lại với nhau rồi đó thì mình cũng không cần phải khoan nhiều cái lỗ nha các bạn. Nếu như mà bạn bắt riêng lẻ từng cái á, thì mỗi cái đế nổi thì bạn ít nhất phải khoan nó là ba cái lỗ ha, hoặc là bốn cái lỗ. Thì như vậy nếu mà mình bắt riêng lẻ ba cái là mình phải khoan tới 12 cái lỗ. Còn nếu mà bạn đã bắt nó dính lại với nhau rồi đó thì bạn sẽ không cần phải khoan nhiều, mình có thể là chỉ cần khoan bốn cái lỗ ở bốn góc này nha các bạn. Thì như vậy mình sẽ tiết kiệm được, nó vừa vừa đẹp mà nó vừa giúp mình tiết kiệm thời gian nữa nè các bạn. Rồi cái mèo kế tiếp là mình muốn chia sẻ với các bạn là mình cái cách mà nó gỡ cái băng keo hai mặt đó các bạn. Thường là khi mà mình dán lên cái đế nẹp hay là những cái chỗ nào mà mình cần dán đến cái băng keo hai mặt. À, thì nếu mà mình có cái móng tay dài đó, thì mình cũng gỡ nó cũng dễ. Nhưng mà đối với anh em thợ mình thì thường là không có móng tay dài. À, đôi khi gỡ này nó cũng mất thời gian. Thì mình sẽ dùng cái phương pháp này thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Các bạn sau khi mà mình cắt cho nó bằng rồi đó thì các bạn để cây kèm ở cái nó nằm nghiêng vậy nè các bạn. Là mình chỉ cần vậy là nó sẽ bóc nó lên được liền. À, một khi mà nó lên rồi thì gốc nó rất là dễ rồi nha các bạn, mình sẽ kéo nó một phát là nó sẽ ra hết. Quan trọng là ngay cái khúc đầu. À, các bạn để cây kèm mà mình để ngay vuông góc với lại cái chiều dọc của cái miếng băng keo đó thì ở đây nó tương đương với lại cái móng tay nhọn của mình đó. Là nó rất là dễ gỡ ra. Rồi hôm nay mình có ba cái mẹo này khi mà mình thực hiện làm cho cái công việc sửa chữa cho khách hàng đó thì mình làm xong rồi rất là vừa ý thì mình chia sẻ lại với các bạn ha. Các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi những cái video của mình. Mình cũng rất hoan nghênh các bạn cho ý kiến đóng góp để cho mình làm những cái video sau nó được tốt hơn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.